Dạ anh em, hiện trên tay mình là chiếc Galaxy S8 Plus, một flagship của Samsung là cái đây 2 năm ấy. Thì ngày trước thì anh em mua một chiếc máy này thì nó đối với anh em là điều mơ ước cả, bởi vì nó thiết kế rất là đẹp luôn. Thiết kế đây là một trong những sản phẩm nó có thiết kế tràn viền đầu tiên, và màn hình của nó là màn hình cong và cầm vừa tay, và mọi tính năng ở trên sản phẩm này nó đều rất là tối tân luôn, như là cảm biến bóng mắt, bảo mật bóng mắt và các thứ linh tinh ấy. Thì sản phẩm này hiện tại bây giờ đang quay lại là anh em rất là sôi sục thời gian gần đây, bởi vì giá bây giờ nó rất là rẻ. Giá bây giờ hiện tại để mua một sản phẩm này nó rơi vào tầm khoảng 6 triệu, lên quanh 6 triệu thôi, dưới 6 triệu. Bên mình bán như cái bản Hàn Quốc và bản Hàn Quốc và bản Mỹ là có dưới 6 triệu thôi. Còn bản quốc tế trên 6 triệu. Vấn đề ở đây đấy là mình làm cái clip này thì bởi vì là anh em đang rất là sốt, nhưng mình làm cái clip này để mình muốn hướng dẫn cho anh em, mình muốn nói cụ thể cho anh em xem là Hàn Quốc và Mỹ hay là bản quốc tế nó sẽ khác nhau nào để trong trường hợp anh em mua được đúng nhất. Tại vì là bản nếu mà đúng giá chuẩn là bản Mỹ bây giờ cũng sẽ rẻ bản Hàn Quốc, và bản Hàn Quốc bây giờ cũng sẽ rẻ bản quốc tế, nhưng mà nhiều anh em mua cái mức giá bản quốc tế để phải là bản Hàn Quốc, hay là anh em mua giá quốc tế để bản Mỹ, đấy cái điều đơn giản thôi. Nhưng anh em mua vào cái máy mà đã được sửa chữa và mông má lại thì đấy là mới là cái vấn đề mà quan trọng. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một clip để hướng dẫn anh em mua một cách đơn giản nhất nhé, một cách đơn giản nhất mà ai cũng có thể đi mua được một chiếc máy chuẩn, và cũng sẽ có thể biết là máy này mình đang mua là máy của thị trường nào, và cái máy đấy nó sẽ có những tính năng như nào tốt hơn những máy kia, và để anh em có một cái sự lựa chọn đúng đắn nhất. Anh em xem clip nhé. Đây, hiện tại mình có 3 chiếc S8 và lớp đây, thì mình có một chiếc này là của quốc tế này, 2 chiếc này của Hàn Quốc. Thì vì thời gian nó cũng vội, mình đột xuất mình làm cái clip này mình cũng chưa chuẩn bị kịp. Thì hiện tại anh em đi mua S8 và lớp cũ thì ở Việt Nam mình ấy, hiện tại máy cũ thì rất là nhiều thị trường, và cái thị trường mà nhiều nhất hiện tại bây giờ là thị trường của Mỹ và của Hàn Quốc. Đơn giản vì như trước máy này là của Hàn Quốc này. Thị trường mà ví dụ anh em mua được cái máy quốc tế bản 2 sim chuẩn như này thì nó sẽ ít hơn một chút. Chắc chắn là một điều là máy này nó cũng sẽ đắt hơn. Còn của Hàn Quốc thì sẽ có nơi quảng cáo là 2 sim, nhưng mà bản thân của Hàn Quốc thì chỉ là 1 sim thôi. Thì để phân biệt những cái chiếc máy này thì cũng đơn giản thôi, mình sẽ nói qua cho anh em nó đơn như này. Anh em nhìn sau lưng nhá. Nhìn sau lưng thì mới đơn thuần như này thì nó sẽ rất là khó nhận biết đúng không? Đây bây giờ mình sẽ đưa sát 2 chiếc máy lên cho anh em này. Anh em nhìn cái thông tin ở bên dưới không? Cái thông tin này thì nó sẽ là cái thông tin cơ bản nhất của một chiếc máy mà khi được xuất ra. Để anh em mua một chiếc máy anh em chọn chuẩn nhất nhé. Thì bao giờ trên lưng máy này nó sẽ có một cái thông tin mà của nhà sản xuất người ta in vào đây. Như trước bản quốc tế này này. Bản quốc tế xin rất là nhiều thông tin, anh em nhìn có thể nhìn thấy rất là nhiều thông tin, và nó có một cái mã máy là G955FD anh em nhé. G955FD, và bao giờ nó sẽ có số email ở đây. Và bản 2 SIM là FD thì bao giờ nó sẽ là 2 số email. Còn nếu mà G955F thì nó chỉ là bản 1 SIM thôi, nó sẽ in một số email đây thôi. Còn của Hàn Quốc và của Mỹ thì bao giờ nó chỉ có một dòng thôi anh em nhé. Cái sản phẩm này mình chuẩn bị nó rất là khó nhìn, nhưng mà anh em sẽ nhìn kỹ này. Và bản Hàn Quốc thì bao giờ cũng tên mã là G55N và có số email đây. Một điều bắt buộc chắc chắn 100% nó đều phải có số email, và số email nó phải trùng với lại cả trên máy anh em nhé. Nó phải trùng với trên máy. Là bản Hàn Quốc là G955N này, quốc tế là G955F hoặc là FD này, và bản Mỹ là G955U. Đấy, thì cái đấy là cái thông tin cơ bản là sau lưng. Nhưng mà bản Mỹ thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái khác nữa là đằng sau máy này. Đằng sau máy này là nó sẽ có một cái chữ là Samsung Galaxy, nó sẽ chữ là Galaxy S8 Plus ở chỗ khu vực này. Thì mình ở đây mình không có sẵn, nhưng mình sẽ có một cái video mình gửi đến anh em luôn là bản Mỹ nó sẽ có cái Samsung Galaxy S8 Plus ở đây. Đấy, thì ngoài ra có một cái đặc biệt của cái con máy nếu mà của thị trường Nhật ấy. Thị trường Nhật thì bao giờ nó hoàn toàn nó sẽ không có chữ Samsung nhé. Kể cả anh em lật mặt trước mặt sau đều không có chữ Samsung, bởi vì Nhật Bản nó không thích in chữ Samsung ở đây. Thì Nhật Bản nó sẽ có cái chữ là Galaxy, và trên này nó sẽ có tên logo, tên của nhà mạng. Ví dụ như xuất ra bởi nhà mạng AU hoặc là nhà mạng EU Docomo thì nó sẽ in ở trên này. Đó là máy của Nhật Bản. Mình sẽ có cái clip mình sẽ đưa lên kèm cùng với clip mình đang quay cho anh em xem luôn. Để anh em hình dung ra cụ thể như thế. Thì ở đây mình đang nói là cái vấn đề mà anh em mua làm sao cho chuẩn. Ví dụ như là người ta nói của Nhật Bản nhưng mà lưng nó như thế này này thì không đúng đâu nhá. Lưng Samsung không đúng này. Hay là người ta nói của Mỹ mà nó không có chữ Galaxy S8 ở lớp đây thì không đúng, mà cái quan trọng nhất là bao giờ nó cũng phải có một cái số dãy số email in ở đây. Thì anh em lưu ý một điều là một số dòng sản phẩm của Mỹ được bán ra bởi một nhà mạng, ví dụ như Spin ấy, thì nó người ta sẽ không in số email mà người ta sẽ in một cái số gọi là số deck. Thì cái số đấy nó một cái trang web trung gian để anh em dịch ra một số email được. Đó thì để nhìn qua bề vỏ là như thế thôi. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ anh em nhìn ở bên trong nhé. Đây thì mình đang bật sẵn đây. Thì mình cứ tắt nguồn hai chiếc máy đi trước này. Đó, mình cứ tắt nguồn đi một trước đã. Đây, chiếc máy này thì mình bỏ sang một bên. Cái này là cái màu tím hồng, màu hồng. Đó, thì khi mà anh em mua máy ấy, anh em lưu ý cho mình, anh em mua máy anh bật lên này. Bật lên thì bao giờ nó sẽ kèm theo nhà mạng.
đây ví dụ của Hàn Quốc hay là của quốc tế nó sẽ khác nhau nhá. Đấy, bởi vì là của Hàn Quốc là 100% được phân phối bởi nhà mạng luôn. Đấy, thì khi bật lên của Hàn Quốc nó sẽ hiện thông tin nhà logo nhà mạng này, có thể là KT hoặc là của Korea Telecom nhá, hoặc có thể là SK Telecom, là cũng có thể là LG U+. Đó, nhà mà Hàn Quốc là có ba nhà mạng như thế. Đấy, nhưng mà anh em lưu ý là nếu mà máy nó chưa chạy phần mềm ấy thì bao giờ nó cũng sẽ là ba nhà mạng của Hàn Quốc nó thể hiện là như vậy, chứ không phải hiện Samsung này. Nếu mà máy mà bản nó chạy ROM bản Hàn Quốc nó thì là nó chỉ là một SIM thôi. Cái hai SIM này mình đánh dấu là anh em biết là Hàn Quốc có thể độ được hai SIM. Đấy, thì mình cứ tạm thời mình cứ bóc cái hai SIM ra cho anh em nhé. Đấy, thì bây giờ một cái phương thức nữa để anh em biết là anh em bật lên nó hiện ra như vậy. Và cái quan trọng nhất nữa là anh em vào phần cài đặt này. Đó, thì cái này cũng tương tự như cái này thôi, nhưng mình sẽ hướng dẫn một cái anh em xem. Anh em vào phần cài đặt và thông tin nhé. Vào cái phần anh em nhìn cái dãy số email này. Đó, cái dãy số email này nó sẽ trùng với đằng sau này. Đấy, của Hàn Quốc. Của Hàn Quốc bao giờ nó chỉ có một dòng thôi nhé. Của quốc tế là rất là dài nhiều dòng, nhưng Hàn Quốc anh em nhìn kỹ nó chỉ có một dòng thôi. Cái sản phẩm này của mình là sản phẩm màu tím khói, rất là khó nhìn luôn. Đấy, nó nằm ở khu vực này. Đấy, bao giờ nó chỉ là một dòng thôi anh em ạ. Đấy, và có ký tự của Hàn Quốc và có tên mã là N955G. N. Đấy, anh em nhìn cái tên modem này SMG955N này, đằng sau nó cũng như thế và email nó cũng như thế luôn, của quốc tế cũng như thế và của Mỹ cũng như thế. Những sản phẩm nó như thế là những sản phẩm nó chưa được thay lớp lưng. Còn những sản phẩm nó được thay lớp lưng rồi ấy. Đây này, ở đây mình có một sẵn một con ấy, là con này mình đang sử dụng nhá, nó hơi cũ này. Đấy, thì anh em nhìn nó trơn tuột luôn, nó không có một cái in như đằng sau lưng. Đấy, khi đi mua máy anh em nhớ và lưu ý những cái trường hợp như này, bởi vì những cái trường hợp mà anh em mua máy nó thay lớp lưng rồi thì nó sẽ không còn được những thông tin ở trên này đâu. Những trường hợp chuẩn nó phải thông tin như vậy, thông tin đầy đủ như vậy mới là chuẩn nhá. Một cái nữa để anh em xem để máy đã bị can thiệp phần mềm hay chưa. Mình khuyên anh em lên một điều là anh em mua máy, anh em nên mua những cái máy mà chưa bị can thiệp phần mềm. Thì khi mà anh em sử dụng một số cái tiện ích của Samsung nó sẽ đầy đủ hơn. Hàn Quốc này mà muốn chạy lên SIM chắc chắn là phải can thiệp phần mềm rồi. Nhưng con máy nào mình ví dụ như là mình chưa can thiệp phần mềm hay không thì mình sẽ xem như này. Anh em đối với máy S8 Plus thì anh em bấm nút nhỏ tiếng, nút chức năng này và nút nguồn cùng một lúc nhá, giữ một lúc thì nó sẽ lên cái bảng như này. Thì bao giờ Hàn Quốc nó sẽ có chữ Hàn Quốc như này này. Đấy, còn nếu mà bản của Mỹ hay là bản của quốc tế thì nó sẽ là chữ tiếng Anh, cũng thay vì đó là bản của Nhật nó sẽ là tiếng Nhật anh em nhé. Đây anh em cứ giữ ba nó này thôi, máy bật hay máy tắt cứ giữ ba nó này, nó tự động hiện lên như này này anh em này. Đấy, thì ở bên dưới này nó đại loại hiểu là nút nhỏ tiếng nó sẽ reset lại và nút to tiếng nó sẽ tiếp tục vào chế độ bên trong. Đấy, thì bây giờ mình ấn tiếp nha. Đây anh em nhìn này, để mình lấy lại nét trên màn hình camera đã nào. Đó anh em nhìn nhá, thì máy này đang được bật bảo mật Google thì nó sẽ là on. Và để biết máy đã bị can thiệp phần mềm hay chưa, anh em nhìn cái chỗ phần về bảo hành này, về cái chế độ bảo hành là gọi là Waiting Void này, nó sẽ hiện số 0. Nó xuất hiện số 0 là màn máy này chưa từng được can thiệp phần mềm nhé, bởi vì đã can thiệp phần mềm nó sẽ không sử dụng nữa. Và những cái chức năng này nó liên quan mật thiết đến cái những cái chức năng ví dụ như là Samsung Pay này, Samsung Pay hay là những cái chức năng mà của Samsung người ta phát hành ra, ví dụ cần nốc bảo mật cần nốc các thứ ấy, nếu mà nhảy lên 1 thì anh em sẽ không sử dụng được nữa, trừ trường hợp anh can thiệp phần mềm thôi. Và cái vấn đề là nó đã bảo đảm an toàn cho chiếc máy của mình không được tốt, nên là nên khi mua máy anh em nên chọn những cái máy mà nó còn không nhé. Bởi vì là nếu bản thân anh em mua máy chính hãng ấy mà nó nhảy lên 1 thì chính hãng người ta sẽ không bảo hành đâu. Đấy, đồng nghĩa việc như thế là anh em đi mua máy cũ thì anh em cũng lưu ý là anh em mua cái vấn đề về là không để là nó an toàn nhất. Đấy, như cái máy này của mình dùng mình đã độ lên 2 SIM này. Mình vào thử cho anh em xem nhá. Đấy, để rõ. Con máy này của mình là của Hàn Quốc và mình sẽ độ lên 2 SIM. Đấy, cứ giữ nút là 3 nút thôi. Một nút sẽ vào đây của Hàn Quốc đây. Đấy anh em nhìn này. Đây, như con này mình độ lên 2 SIM này, nó sẽ nhảy lên 1 như thế này. Đấy, và tất cả bảo mật mình đều tắt hết rồi. Đây, mã của nó vẫn là G55N đấy. Đó. Đây là vấn đề mà anh em xem cái máy về phần mềm và phần cứng, hai cái đấy là phải trùng nhau nhé. Thì anh em nên mua, và mình khuyên anh em nên mua những cái máy mà nó chưa bị can thiệp phần mềm. Thì tốt nhất mà không, nếu mà anh em bản thân anh em mua máy này với mục đích anh em dùng 2 SIM thì máy nó đã được độ lên 2 SIM, anh em mua cũng được, không sao cả. Đấy, nhưng lúc đấy anh em phải xác định là anh em phải hy sinh những chức năng cơ bản của Samsung. Đây, bây giờ mình sẽ khởi động lại máy và chỉ tiếp anh em một cái bước test rất là đơn giản nữa. Mà Samsung nào gần như sẽ có, những cái này thì nó chỉ mang tính tham khảo thôi, bởi vì là rất là nhiều thợ là người ta đã làm được cái này. Và anh em cũng rất là khó mua, không phải là con nào cũng còn nguyên là đã chưa bị can thiệp đâu nhé. Rồi. Đấy, để mà thời gian anh em chờ đợi thì để mà trước mắt thì anh em mình chỉ qua anh em nhìn hình thức nữa. Thì anh em về cái vấn đề mà thông tin các thứ là ok rồi. Vấn đề tiếp nữa anh em nhìn những cái khe này. Nhìn những cái khe ở trên vỏ nó kết nối với nhau rất là khít nhá, mà nó sẽ không bị lòi tí keo lên. Anh em nên chọn những cái máy như thế. Và cái quan trọng nữa là cái phần camera này. Đấy anh em nhìn kỹ, nó không có bụi.
cái phần cảm biến là nhìn kỹ vào, nó soi vào nó không có bụi, nó có một bụi nhỏ thì cũng không vấn đề gì cả, chưa chắc đã bị can thiệp đâu, bởi vì là khi anh em mở khai sim là chẳng may nó bay vào cũng không sao, cũng có thể xảy ra, nhưng mà mình cứ chọn được con máy nó không bị ở được. Tiếp nữa là những cái trên máy nó có quá trình sử dụng rồi ấy, nó không quá mới, nó quá mới quá nó sẽ nguy hiểm. Mặc dù nếu mà anh em mua được những cái máy mà nó có vẫn còn dán nguyên siêu như này ở trên mặt này này thì cũng được, những máy nó rất là mới, những S8 mà lớn giờ khó chứ khỏi với lắm, nó tá thì mình có thể có, những S8 mà lớn thì khó lắm. Hay là những cái vấn đề mà nó có quá trình sử dụng, ví dụ như là cái màn hình này chẳng hạn. Đấy, bây giờ anh em nhìn nó sẽ xước xước hơn ở ngoài một chút, bởi vì cái chỗ này nó không dán được màn hình, không dán bảo vệ được. Đấy, thì những cái máy này anh em nên mua, bởi vì là màn hình nó chưa bị can thiệp, chưa bị ép cái lại kính nhá. Và màn hình nó là màn hình nguyên. Và bây giờ là test ở bên trong, thì cái này chắc anh em nào biết Samsung để biết. Nó có một cái mã rất là đơn giản thôi, Samsung có một mã rất đơn giản. Anh em lưu ý là một số nhà mạng, một số máy xuất ra nhà mạng, ví dụ như Verizon ấy, hay là một số nhà mạng ở trên thế giới thì nó sẽ không có cái test này đâu nhá. Nhưng mà không sao, mình cũng có thể những cái máy đấy thì nó rất là hiếm, nó không nhiều đâu. Nhưng máy của Hàn Quốc hay quốc tế đa phần là có luôn. Anh em bấm một cái mã là sao thăng, không sao thăng này. Đấy, nó nhảy vào cái màn hình test như này này. Thì ở trên này nó sẽ có đầy đủ để anh em test chức năng luôn. Ví dụ như là test màn hình để nhìn có điểm chết hay không này. Chức năng này theo máy luôn, nó rất là tiện. Hay là cảm ứng này. Đấy, cảm ứng anh em cứ vuốt được hết những cái đoạn này để tự động nó thoát ra nhá. Thì là mà cảm ứng nó hoàn toàn bình thường. Đấy, bởi vì những chức năng này rất là quan trọng, màn hình của Samsung rất là đắt luôn. Chiếc máy này bây giờ giá của nó chỉ chưa đến 6 triệu. Nhưng mà cái màn hình cảm ứng của nó có thể lên 5 triệu đấy anh em ạ. Đấy, nó thoát hết. Nhìn điểm chết xem có đâu. Samsung nó có một cái nhược điểm là màn hình của nó rất hay bị điểm chết. Những cái vết nhỏ bằng cái đầu kim màu đen đen nằm ở trên này cũng có thể nó sẽ lan to ra bằng đầu ngón tay. Thế nên anh em xem thật kỹ nhá, thật kỹ những cái vết này. Đây là màn hình màu trắng này, em nghiêng tất cả các góc xem hoặc là xem nó có bị điểm mờ hay không. Ví dụ như tự nhiên nó có cái ô bàn phím ở đây thì những cái màn hình nó dùng nó quá là già rồi. Quá là già rồi anh em cũng không nên chọn những cái màn hình như thế. Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ là S8 Plus nó khả năng chống nước đúng không? Thì anh em vào cái phần sensor này. Sensor là đây là test cảm biến rơi trên tay, cảm biến ánh sáng thì nó sẽ như này đúng không? Nó sẽ rung lên và hiện màu xanh. Nhưng cái đấy là cảm biến bình thường thôi. Cảm biến quan trọng nhất là cảm biến chống nước, cảm biến áp suất hay còn gọi là áp suất kế đấy. Anh em nhìn cái khu vực này không? Khu vực barometer sensor này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy, bây giờ là anh em sẽ ấn tay vào nhá, mình thử ấn tay xem nhá. Anh em phải dùng lực chứ không phải để sờ tay mà được đâu nhá. Anh em nhìn con số 8 này. Con số 998, con số 8 nhá. Cái con số này nhảy kệ nó. Đấy, anh em ấn tay vào này. Đấy, anh em nhìn nó nhảy lên 9 chưa? Đấy, anh em nhìn nó nhảy liên tục rồi. Con số này nó nhảy liên tục là áp suất còn máy này hoàn toàn bình thường. Áp suất máy nó hoàn toàn bình thường là gần như là 80% chưa bị can thiệp. Vì sao mình nói 80%? Bởi vì là thợ bây giờ là người ta cũng có thể làm được cái áp suất này nó nhảy bình thường được khi người ta dán rất chắc cái này. Thì những cái máy đấy nhúng nước thoải mái được. Đấy, những cái máy này cũng có thể nhúng nước được, nhưng mà cái này là mình chỉ để cho anh em biết thôi, mang tính tham khảo cho anh em, cứ test được thì anh em nên test. Đấy, còn cái quan trọng nhất là anh em chọn được những cửa hàng uy tín và người ta bán và chuẩn, ví dụ Hàn Quốc là phải Hàn Quốc. Mà quốc tế là phải là quốc tế, Mỹ là phải là Mỹ. Tiếp phần tiếp theo nữa để biết là chắc chắn là máy người ta có thể dùng máy Hàn Quốc người ta chạy lên hai sim được, thì khi đấy mình rất là khó phân biệt được đó là quốc tế hay là Hàn Quốc đúng không. Quan trọng nhất là anh em nhìn tên model máy là một phần. Đây tên model máy thì là mình lại chỉ lại nhá. Anh em vào phần cài đặt này, vào phần cài đặt, vào phần thông tin điện thoại. Ở trên này nó vẫn ghi là G955N, anh em nhìn này. Đó, ở đây là mình có chiếc máy mình đang sử dụng nhá. Thì mình sẽ vào cho anh em xem, đây là chiếc máy này đã bị can thiệp phần mềm rồi, đã bị chạy phần mềm 2 sim rồi, thì nó sẽ hiển thị như thế nào nhé. Đấy, anh em nhìn thấy không? Nó sẽ hiển thị là N950F hoặc DS, có nghĩa là tên của con Galaxy Note 8 ấy. Đấy, nhưng cái này không quan trọng. Và nó sẽ hiện hai khe cắm sim. Máy Hàn Quốc bao giờ chạy là 2 sim hay là máy bản quốc tế 1 sim chứ bao giờ chạy là 2 sim, nó hai khe IMEI 1 và IMEI 2 nó sẽ giống hệt nhau. Đây, đây là mình sẽ có một cái con bản quốc tế chuẩn 2 sim này. Mình sẽ vào cho anh em xem. Anh em nhìn nhé. Ví dụ như con quốc tế chuẩn 2 sim này thì nó sẽ là khai IMEI nó sẽ là khác nhau. Anh em nhìn đâu? Khe 1, khe 2 nó sẽ khác nhau và tên mã chỉ là G955FD thôi. Đấy thì nó trùng với đằng sau này nhá. Anh em đi mua máy mà nó hiển thị là N950F mà đằng sau nó khác thì anh em đừng nên hoang mang, bởi vì con máy này có thể là chạy đã chạy phần mềm rồi. Thì anh em có thể yêu cầu là cửa hàng người ta chạy lại phần mềm gốc cho anh em và anh em sẽ chạy lại 2 sim sau. Còn nếu anh em không quan trọng cái vấn đề như thế thì anh em cũng không sao cả. Tên nó báo Note 8 là chuyện bình thường, bởi vì con này là mình đã chạy phần mềm rồi. Chứ không phải là máy Note 8 hay không phải là main Note 8 máy đâu, mà mình chỉ chạy phần mềm mà thôi và nó sẽ báo như này. Không quan trọng, bởi vì là máy Hàn Quốc mà vừa giờ mình vào có chế độ download mode ấy. Mình có lại vào chế độ download mode, mình ấn 3 nút này rồi mình vào thì nó vẫn báo là G955N là được. Đấy, còn chạy phần mềm xong rồi không sao. Anh em mình khuyên anh em thì mình khuyên anh em nên mua cái máy chưa chạy phần mềm, nhưng mà anh em cần hai sim anh em mua những máy này cũng được. Bản thân bên mình thì bên mình để nguyên bản và chưa chạy. Anh em nào yêu cầu mình mới chạy, còn những cái máy như thế này mình chỉ bán với giá siêu giá thôi anh em nhé. Đấy. Mình vào lại lần nữa cho anh em xem. Đó, về cái thông tin phần mềm đây, và thông tin cơ bản anh em xem ở trên như này. Máy của Nhật Bản thì bao giờ cũng không, mình nói lại nữa, máy của Nhật Bản thì bao giờ cũng không có chữ Samsung nhé. Và phần bên trong này nó sẽ là của Nhật Bản. Anh em mua máy Nhật Bản bao giờ rất là rẻ.
À, mình không nhầm là sắp tới mình sẽ về bản S8 Nhật Bản trước và giá chỉ chưa đến 5 triệu. Và mình sẽ về một chiếc S8 Plus, mình sẽ về một đợt S8 Plus của Nhật Bản cũng giá rất là rẻ, chỉ hơn chưa đến 5 triệu rưỡi. Đấy, thế sắp tới là máy Nhật Bản về rất là rẻ mà anh em, máy Nhật Bản và máy. Còn bây giờ thì mình sẽ nói qua là máy Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc và quốc tế nó khác nhau như nào. Nó đơn giản như này thôi. Máy quốc tế này và máy Hàn Quốc nó sẽ giống hệt nhau về cấu hình. Nó sử dụng chip Exynos nhá. Chip Exynos thì nó có lợi thế như nào, nó mát hơn. Và như hiệu năng chơi game của nó sẽ không tốt bằng máy chip Qualcomm. Và máy Hàn Quốc, máy Mỹ và máy Nhật Bản nó sẽ dùng chip Qualcomm Snapdragon 845 ấy. Thì những cái chip đấy nó chơi game rất là tốt, chơi game hiệu năng tốt hơn, cao hơn, nhưng mà mặc nhược điểm là không bao giờ dùng 2 SIM. Những cái máy này anh em có thể chạy phần mềm là 2 SIM được, bên mình hỗ trợ chạy 2 SIM hoàn toàn miễn phí luôn. Đấy thì là anh em có thể lên 2 SIM được, nhưng đối với những cái chiếc máy mà của Mỹ và Nhật Bản ấy thì không được 2 SIM. Nhưng những chiếc máy đó thì chip nó tốt hơn và anh em mua để chơi game cực kỳ tốt luôn. Cũng một vấn đề đấy, về chơi game của chiếc máy này ấy, thì mình cũng nói thật là mình đã sử dụng, mình cũng nói qua là chơi game chiếc máy này thì cũng bình thường thôi, không thích đâu. Không thích bằng chơi game của những cái màn hình nó không bị cong như này đâu. À, thế nên những máy này anh em mua để đẹp và chụp ảnh của nó rất là đẹp. Chụp ảnh rất đẹp và máy kiểu dáng rất đẹp anh em mua cũng được. Nhưng ở đây qua clip này thì mình chỉ muốn nói để cho anh em biết là máy Hàn Quốc và máy Nhật Bản nó khác nhau, máy Mỹ và máy quốc tế nó khác nhau như nào. Và để anh hướng dẫn anh em chọn mua một cách nhanh nhất có thể, anh em đến anh em nhìn những cái thông tin cơ bản như này mình vừa nói, anh em xem lại clip và những cái thông tin ở trong máy và xem thì anh em sẽ biết để anh em chọn được mua một chiếc máy tốt nhất. Và ở bên mình thì chắc chắn một điều là anh em nên chọn những cửa hàng uy tín nhá, nhưng bên mình quảng cáo luôn, anh em nên mua bên mình, anh em mua ở bên mình sẽ được lợi thế nào, và chắc chắn anh em mua sẽ được một cái máy chuẩn nhất, bởi vì mình đã làm clip lên mình sẽ nói đúng. Thì cũng đơn giản thôi, bây giờ mình sẽ thử luôn, bởi vì là chắc chắn là máy tốt sẽ là vàng thật không sợ lửa, đúng không anh em? Thì mình sẽ thử nước luôn anh em xem. Đấy, ở đây mình có chuẩn bị một chậu nước này. Đó, thì mình sẽ thử luôn cho anh em xem để biết trước. Này nó có test nước, nó phải chuẩn thì nó mới được test được nước anh em nhá. Đấy. Chứ nếu mà máy mà đã được làm rồi, can thiệp rồi, có thể người ta làm mã suất rất là kín, có thể nhúng nước được. Nhưng mà cái vấn đề đấy người ta không dám thử nước cho anh em đâu. Đã là chuẩn thì người ta sẽ thử nước cho anh em luôn. Anh em mua ở cửa hàng mình có thể yêu cầu mình thử nước được. Đấy, em thấy không? Mình nhúng vào thoải mái sẽ máy không bao giờ bị gì đâu. Còn những cái máy mà đã bị can thiệp rồi thì nhúng vào là sẽ chết. Đấy. Ở dưới nước thì sẽ không hề cảm ứng được, đúng không? Đấy, quay lại cho anh em nhìn nhá. Đấy, anh em có thể nhìn này. Đấy. Nước 100% luôn anh em nhá. Đấy, thế là anh em yên tâm luôn, đúng không anh em? Nhúng nước xong thì anh em lưu ý là không nên sạc, không nên sạc hay là không nên mình phải vệ sinh thật kỹ, bởi vì lúc anh em cắm sạc hoặc cắm tai nghe vào ấy thì có thể nước sẽ gây ra vấn đề là bị chập và anh em sẽ mất một ngày anh em mới sạc được máy đấy. Em cứ lau thật nó khô vào nhé, kiếm một miếng giấy hoặc miếng gì lau thật khô vào để cho chiếc máy của mình được an toàn, anh em lưu ý là như vậy. Chứ test nước xong anh em không nên sạc nhá. Qua clip mình chỉ hướng dẫn anh em được như vậy thôi, thì có gì anh em cứ ủng hộ mình nhá, chia sẻ cho mọi người cùng biết và subscribe kênh của mình để mình sẽ đưa lên những clip hướng dẫn anh em nhanh nhất và cụ thể nhất. Anh em nào yêu cầu thì cứ trả lời vào luôn bài này của mình để mình sẽ làm clip tiếp theo.